Lễ Tam Bảo, chúng con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh đọc kinh Lễ Tam Bảo. Nam mô Phật Thầy ạ. Nhất tâm định lễ Đức Như Lai, bậc ấn cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian dạy, vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm diệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn Phật diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều bao tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu đi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì dạy hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã văn tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thanh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh. Chúng con kính tri ân tương hành, con xin đọc phần Pali Du Đệ học. Khó quá trời, chúng ta thường nói khó quá trời hay khó bằng trời, mà quả thật nói về trời trên cả ba phương diện ý nghĩa chính xác, vũ trụ quan và thuật ngữ thì đều không đơn giản. Ở đây chỉ nói riêng về mặt ngôn ngữ, cụ thể hơn là từ ngữ Pali khi nói về trời. Trước khi nói về từ vựng này, trong phạn ngữ cần đi một lăn quanh một chút. Trong tiếng Anh, God có nghĩa là Thượng Đế, phải viết hoa. Nếu không viết hoa thì phải viết số nhiều Gods, chỉ cho thiên thần. Tất nhiên, Gods tuy nhiều nhưng nhỏ hơn Gods số ít. Tạm thời không nói về Chúa Ba Ngôi, Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần. Trong tiếng Việt thì chữ trời viết đơn lẻ là khái niệm thiêng liêng như trời Phật phù hộ. Nhẹ thể hơn thì thêm chữ ông, như mấy ông trời này coi bộ khó chịu. Nếu bực bội thì xài từ ghép làm trời, như mới lên chức một chút đã làm trời làm đất. Trong phạn ngữ thì cách dùng cũng phức tạp. Đê quá là một chữ dùng chung cho chúng sanh sanh ra do phước. Nếu muốn chỉ rõ phải dùng đê quá ta, dù là danh từ, từ nữ tính, nhưng lại chỉ chung cho chư thiên dục giới. Phạm thiên, đê quá ta tí, đê quá phút tô, tí Brahma, tí đê quá thi ta. Tí vút cha tí, trong một số ngữ cảnh thì đê quá hay đê quá ta được hiểu là chư thiên dục giới tương phản với Brahma hay Phạm Thiên. Trong cách dịch quen thuộc của kinh điển Việt ngữ thì Phạm Thiên chỉ cho những gì trời ở cõi sắc giới và vô sắc giới, còn chư thiên chỉ cho các vị trời dục giới. Trong trường hợp này, chư thiên được hiểu khác với cụm từ các vị trời. Nhiều lúc người ta cũng dùng chữ chư thiên chỉ cho một vị thiên. Chưa hết rắc rối, trong kinh điển còn có chữ đê quá quýt tá, dịch thoải mái là thiên tử, nhưng là loài quá xanh thì được hiểu là vị thiên trẻ tuổi. Chữ phu tá có nhiều nơi chỉ cho lời quá xanh có quy lực, đôi khi cũng dịch là sinh linh hay phi nhân. Kỳ thật
các loài hóa sanh có năng lực. Chữ giác khá được phiên âm là dạ xoa, được hiểu trong văn hóa Trung Hoa và Việt Nam là loài quỷ dữ mà xấu. Trong tiếng Phạn thì giác khá chỉ cho loài phi nhân có quy lực để cả thiên chủ đế thức. Chữ rút khá đê quá ta chỉ cho thọ thần, không có khái niệm tương đương về chữ thần trong Pali. Nếu đê quá ta địch là vị trời thì có những vị trời sanh ra và sống trên mặt đất chứ không ở trên trời. Thật khó nói quá trời. Dạ con đã học xong phần Pali Vô Đại Học. Đây chúng con kính thỉnh Thượng Tọa Thiền Sư giảng giải bài học hôm nay. Con kính thỉnh Thượng Tọa. Nam Mô Bụt Thầy Gia. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Tập Trung. Hôm nay trong phần Pali Vô Đại Học, chúng ta học những số từ có liên quan đến cái chữ đề quá. Ở đây thưa quý vị, ở trong tiếng Việt của chúng ta, khi mà chúng ta dịch cái chữ đề quá là chữ trời, không hiểu là chữ trời đó nó có nghĩa như thế nào. Chỉ biết chữ trời đó tức là dịch nghĩa của chữ thiên, vậy thôi. Mà ngay cả cái chữ thiên đó, khi mà định nghĩa và giải tự thì chữ thiên đó, không biết làm sao để giải tự. Cứ ở trong từ điển dịch sao thì mình lấy chữ đó mình xài. Thực ra thì trong tiếng Pali chữ đề quá nó xuất phát từ căn gọi là chữ đi vát. Chữ đi vát, chữ đi vát cái căn này đó, chúng ta gọi là div. Và cái nó có một cái động từ chúng ta gọi là chữ dipati. Chữ dipati có nghĩa là vui chơi, vui chơi.
Voodoo. Cho nên cái chữ Nipati nó ra cái chữ Deva ở đây đó, có nghĩa là một chúng sanh nhà nhã. Họ không phải bận lo cơm áo gạo tiền, vì họ có cái phước cho nên họ sống nhàn nhã. Tự nhiên khi mà xuất hiện ở trên các cái cõi sắc gác, tức là cõi trời sắc cái cam mát hay là sắc ghê cam mê, là trong cõi trời dục giới, thì ở trên đó do cái phước của mỗi người nó tự phát sanh lên thiên lạc, thiên sắc, thiên kinh, thiên hương, thiên vị, thiên xúc để hưởng thụ tùy theo cái phước nhiều hay là ít. Cho nên cái chữ đi vá đó nhiều khi chúng ta nếu mà xài chữ thiên không đó thì nó cục ngủng, chúng ta khó gọi lắm. Cho nên có đôi khi chỉ là vị thiên. Mà vị thiên đó thì chúng ta cũng không biết là vị đó là phạm thiên hay là vị thiên, thiên gì. Cho nên bây giờ đó ta mới gọi một cái chữ ghét để phân biệt với chư với phạm thiên, gọi là chư thiên phạm thiên. Nhưng mà thưa quý vị, chữ chư đó là một mạo từ để chỉ cho số nhiều, chư vị khách quý, chữ chư đó là số nhiều. Cho nên chúng ta xài như vậy cũng không ổn, nhưng mà nó đã quen miệng rồi thì chúng ta cứ xài cái vị chư thiên. Vị đã là số ít mà chư thiên lại là số nhiều, cho nên hơi bị lúng túng ở chỗ đó. Nhưng mà từ người ta cứ phớt lờ đi, người ta nói cái vị có một vị phạm thiên xuống đảnh lễ Đức Phật, và trong lúc mà vị phạm thiên xuống thì cũng có các vị chư thiên hiện ra ở tại Chetavana vân vân. Thì do đó cho nên trong hai chữ Deva và chữ Brahma thì hai chữ này chúng ta cần phải xài một cái nghĩa cho nó khác. Chúng tôi thử xài một cái chữ, nhưng mà chữ này có vẻ như là ít có ai chấp nhận lắm. Thay vì xài chữ chư thiên cho chữ đi vá thì chúng tôi lại xài cái chữ tiên thiên, bởi vì người ta nói sướng như tiên hay là nhàn như tiên. Thì bây giờ một thiên thiên là cái vị trời dục giới, còn phạm thiên là cái vị trời sắc giới và vô sắc giới. Chúng tôi xài hai cái chữ đó cho nó phân biệt. Nhưng mà chữ thiên thiên xét ra thì nó cũng không có ổn lắm, là bởi vì nó lại trùng lập với cái chữ Puppadevata. Puppadevata tức là tiên thiên, cha mẹ được gọi là Puppadevata của con. Ngày xưa bên Ấn Độ cái văn hóa đó,
thì người ta hay tin vào cái bổn mạng của mỗi người đó. Khi mà sinh ra sẽ có một cái vị Deva để phò hộ, giống như cái người Trung Hoa và người Việt Nam chúng ta gọi là sanh mẹ độ đó. Còn ở bên kia thì người ta có gọi là một vị Deva hay Devata. Nhưng mà theo Đức Phật thì chính cha mẹ là người sanh ra nuôi dưỡng và bảo bọc chăm nom con cái trước tiên, làm cái chỗ bảo vệ cho con. Cho nên nếu mà nói mỗi người có một vị trời, có một vị trời hay là một vị tiên, một vị thiên hộ trì, thì người con cần phải biết rằng chính cha mẹ là cái vị búp bá đi quá hay búp bá đi của ta, tức là cái vị chư thiên, cái vị trời hộ độ cho con. Cho nên chữ tiên thiên đó, lúc ban đầu chúng tôi cũng tính sử dụng cái từ đó để phân biệt cái chữ đi quá và chữ Brahma. Nhưng sau rồi chúng tôi nghĩ cũng không ổn, thôi chúng tôi bỏ, chúng tôi không có xài. Cứ để sau này mọi người cũng xài sao cũng được. Nhưng mà ở đây chúng ta chỉ học để chúng ta nói ra cho nó hết lợi vậy thôi. Rồi bây giờ nói thêm một cái nữa nè. Cái chữ đê quá đó, nó còn xài một cái hình thức nữ tính, là thêm cái chữ, thêm cái tiếp chữ ngữ ta ở phía sau rồi đê qua ta. Mặc dù nó đi vào ta cũng là cái vị trời, một cái vị thiên, nhưng mà ở đây chữ đi vào ta cũng để chỉ cho cả thiên nam và thiên nữ, cả thiên nam và thiên nữ. Chứ không có xài riêng cho thiên nữ. Bởi vì trong hai trường hợp, nếu mà xài cho thiên nữ, thiên nam thì người ta gọi là đi vào Bồ Tát là thiên nam, hay là đi vào thi ta, thi tú, đi vào thi tú, thi tú là thi ta, chia theo chủ cách số ít thì thi ta, đi vào thi tú. Đề qua thi tú là quy chữ vị ngữ ú ngữ tánh. Cho nên là chúng ta đọc trong kinh thấy chữ đề qua thi ta hay là đề qua phú tá gọi là thiên tử thiên nữ. Tử ở đây là con trai và nữ ở đây là con gái. Cho nên vị trời nam vị trời nữ gọi là thiên tử thiên nữ để phân biệt thì thôi, chứ còn chữ đi quá là nói chung. Chữ đi quá mặc dù nó là danh từ năm tánh nhưng mà chỉ chung cho thiên nam thiên nữ. Còn chữ đi qua ta cũng vậy, mặc dù là nữ tánh nhưng mà chỉ chung cho thiên nam thiên nữ luôn. Do đó cho nên muốn nói đến thiên nam đó, thiên nam thì phải xài là đi qua ta, còn nếu nói thiên nữ thì phải là đi qua thi ta thì tốt. Đó là cái cách dùng từ mà tùy theo ngữ cảnh trong cái tiếng Pali mà chúng ta xài đó.
Cho nên ở đây chúng ta xài chữ Đi qua ta, chúng ta phải biết là cái từ đó là để chỉ chung cho cả thiên nam thiên nữ. Đi vô của tá là chỉ thiên nam, mà đi vô chi ta là chỉ thiên nữ. Rồi bây giờ chúng ta trở qua một cái từ khác ở trong kinh sử dụng. Thí dụ chữ phu tá, chữ phụ tá nó chỉ đơn giản là một cái chúng sanh hóa sanh có nhiều quy lực thôi. Ngài Hòa Thượng Hộ Tông khi Ngài dịch kinh Gia Ni Thế Phụ Tá Smagata Ni Phụng Ma Ni Qua Gia Ni Qua Anh Tà Lý Khê, thì Ngài dịch là hạng phú tá. Hạng phú tá nào là chư thiên ngự trên địa cầu hoặc chư thiên ngự trên hư không mà đến hội họp ở đây không hết, thì Ngài chỉ để hạng phú tá. Người Khmer họ cũng xài chỉ để nguyên như vậy chứ không có dịch, để không có dịch. Mà hầu như là trong chữ Hán cũng không có chữ dịch cho cái chữ phú tá. Nhưng ở đây đó, khi mà nói đến hạng phu tá thì chúng ta phải hiểu đó là cái hạng phi nhân. Nhưng mà chữ phi nhân nó lại gồm chữ amanusa. Chữ phu tá ở đây là chỉ cho tất cả các loại chúng sinh quá sanh như là chư thiên, hay thiên hoặc là phẩm thiên, hoặc là giả xoa, Atula, chúng ta xài chữ phu tá được hết. Có một chữ nữa nè, cái chữ giấc khá đó, chúng ta đọc phiên âm, đọc âm là chữ giả xoa. Thường thường thì chúng ta hiểu như là một lời quỷ dữ. Thật ra đó, quỷ dữ hay quỷ la sát đó phải là rắc sát. Cái hạng đó là hạng quỷ dữ ăn thịt. Còn như giác khá là để chỉ cho một cái hạng có đại thần lực. Ngay cả khi mà Đức Phật Ngài gọi Đế Thích, Ngài cũng dùng cái từ giác khá để Ngài chỉ gọi cho Đế Thích, gọi Đức Trời Đế Thích. Thì khi mà chúng ta đọc nhiều kinh điển, chúng ta thấy trong trường hợp đó thì chúng ta mới thấy rằng chữ giác khá mà chúng ta thường xài là chữ giả xoa đó, là nó hơi bị hạn chế chút xíu, hạn chế ý nghĩa chút xíu. Chứ còn chữ giác khá nó có nhiều nghĩa. Thì như vậy nói chung, tức là ở trong cái từ Phật học đó, chúng ta xài cái chữ điều quá. Ở đây chúng ta phải xài là cái vị tiên. Rồi nếu mà chúng ta xài là vị thiên đó, thì chúng ta cứ nghĩ là thiên là trời, ở trên cõi trời thôi. Nhưng mà thật ra thì phân mắt đi qua ta, tức là một cái vị tiên mà ở địa cầu.
Akasattha Devata, tức là cái vị Deva ở trên hư không, tức là ở trên các cái tầng trời. Cho nên chỉ Deva, Devata chúng ta xài tùy theo chỗ. Nhưng mà chỉ Deva đó thì có đôi khi cái chỉ Deva gọi là Sambhati Deva, tức là thiên mà giả định đó, là để chỉ cho một vị vua. Ví dụ như ở trong kinh khi mà nói Mahadeva thì ở đây dịch, cũng dịch là Tâu Đại Vương, vậy là vị vua. Deva Devi, Devi là hoàng hậu, mà Deva là vị là vua. Ở trong cái tiếng Việt của chúng ta thì chắc có lẽ chính là chỗ đó mà bên Trung Hoa họ xài cái chữ thiên tử. Thiên tử cũng chỉ cho vị vua vậy. Rồi cái chữ Deva đó là chữ Santa Deva, là cái vị thiên mà thanh tịnh, là chỉ cho vị A-la-hán. Vị A-la-hán có những lúc cũng gọi là chỉ Deva được, nhưng mà đó là Deva thanh tịnh. Bao nhiêu từ ngữ đó chúng ta thấy đã là rắc rối. Người ta bên ngoài người ta gặp cái chuyện gì khó, người ta nói là khó quá trời. Nhưng mà thật sự thì ngay cái chữ trời, chữ đi quá hiểu được cũng đã là khó rồi, đừng nói gì mấy cái chuyện khác. Thì nói chung tức là học về ngôn ngữ đó thưa quý vị, nó cũng rất là diêu khê. Bởi cái ngôn ngữ đó nó thuộc về Pajati là chế định, hay là Samuti là tục đế, Samuti Sacha là tục đế. Mà cái gì chế định thì cái đó nó có thể thay đổi và có thể biến hóa nhiều cái hình dạng khác. Cũng cái từ đó mà xài cái ngữ cảnh này chỉ có nghĩa này, mà xài cái ngữ cảnh kia có ngữ cảnh kia, nó có nghĩa kia. Cho nên nói chung lại là chúng ta tùy theo, chúng ta tùy theo trường hợp mà chúng ta xài. Nói hoài chúng ta sẽ rối lên, bởi vì đa ngôn thì loạn ngữ, nói nhiều quá thì bắt đầu xài từ trật lắc. Cho nên mấy người cãi lộn đó thưa quý vị, nói ít ít thì còn có dùng từ nó còn có văn hóa một chút, có cam ngôn vị tự một chút. Mà khi giận quá nó nguyên thiên là nói hồi là nó tầm bậy, đang ngôn luận. Nhưng mà người ta cũng có nói đùa câu là đa chữ loại thần kinh. Hễ mà chúng ta biết nhiều chữ quá thì chúng ta bị rối, biết nhiều chữ quá chúng ta bị rối. Cho nên ở đây vui để học nói vô, chứ các Phật tử chúng ta cũng đừng có bị phân tâm nhiều với những cái từ ngữ rắc rối. Bởi vì đa ngữ loạn thần kinh, cho nên quý vị muốn cho thần kinh nó ổn chút xíu thì quý vị đừng có tìm hiểu cái ngôn ngữ nhiều quá. Thì thưa quý vị, ở đây chúng tôi chia sẻ với quý vị một
về một vài điều ở trong cái phần Pali Vui học mà nói về nội cái chữ điều quá điều ta thôi. Thật ra bài học hôm nay đó thì nó cũng không có cái gì đó rắc rối lắm, cho nên chỉ trình bày ít gì được rồi. Còn cái vấn đề Pali Vi thức thực hành đó, thưa quý vị, thú thật là kinh sáu nguyện này đó thấy dễ mà khó. Nó khó ở chỗ là bài kinh này chúng tôi chưa từng thấy ở trong kinh điển. Những cái bài tụng chúng tôi chưa từng thấy. Những cái nghi thức nhật hành thường tụng gặp là chúng tôi biết liền, nhưng mà riêng bài này chúng tôi không biết. Cái thứ hai nữa là cái bạch văn mà trình bày rõ ràng là ở đây là nó chưa có ổn định. Thí dụ trong cái bài kệ đầu á, khi nói Achyam Khamame Pante, tại sao chỗ này dùng chữ Pante mà cái đoạn sau Achyam Khamame Mát là sao? Chữ Thammát chưa có. Nếu mà ở trên đó, nếu ở dưới Thammát sang khác thì ở trên không phải là Pante mà phải là chữ Phakawa. Phakawa hay là chữ Puttha Thamma Sangha. Chứ giữa phần T là vô cách, là vô cách, chứ không phải là một danh từ. Nhưng mà nó không ổn ở chỗ là Thanh Tê Phu Rí Pai Nhát, hoàn toàn là nó không có ngữ cách. Ta tha là tác, không có ngữ cách. Do đó chúng ta không thể dịch được. Mặc dù chúng ta ngượng mà chúng ta dịch thì cũng được đó. Chúng tôi nếu mà ngượng chúng tôi dịch vẫn được thôi. Nhưng mà làm như vậy là mai mốt quá. Thấy cái bài kinh này quý vị đọc ra, các vị mà giỏi Bali, các vị đó hỏi cái bài kinh cái chữ như vậy mà tại sao lấy cái nghĩa được, hỏi ai dịch, nói người gọi tên siêu dịch là họ nói là chúng ta ẩu. Cũng như ở dưới cái chữ thâm mát sanitika akalika, mấy cái chữ đó là chưa xài được, bởi vì chưa chia ngữ cách mà, chưa chia ngữ cách. Rồi cái đoạn thứ ba đó sang khác, cô nhắc cái tăng thì được Anuttara thì lại là không ổn rồi. Anuttara chưa chia hết. Cho nên bài kinh này là chúng tôi không thể dịch. Mặc dù nó rất là rõ nghĩa nhưng mà chúng tôi không dịch. Quý vị nhớ chữ Pali đó, khi mà ghép ở trong, khi mà nó đưa vào trong mạch văn thì nó phải chia ngữ cách, ngoại trừ khi mà nó đứng vai trò là hô cách thì không có chia. Ví dụ vị ngữ á nam tánh á, a là hô cách, ananda yoko ananda maya này ananda, thì chữ ananda không có chia, nó không có dấu hiệu như sao anando, không có chia vậy. Ananda để nguyên. Nhưng mà trong cái bài kệ này thì thưa quý vị, thì nó không có ổn ở chỗ là hai điểm. Một là không thể nào chữ Pante mình nó lại tương xứng với chữ Thamma và chữ Sangha ở hai đoạn sau.
chúng ta tê cũng được, bị nói là vô cách là bạch ngài thôi. Cho nên chỗ đó không biết, không biết vị nào đã là vị tác giả của ba cái bài kệ này, hay là do chúng ta trích ra mà chúng ta quên bỏ dấu, chúng ta không biết. Và chữ Puripanya Tathagata, cái này chúng ta cần phải chia cách lại. Thí dụ như Puripanyo Tathagato, rồi Khammame Thammo Sandhitiko Akaliko, thì cái đó chúng ta chia cách được. Giáo pháp thiết thực vượt ngoài gian, Khammame cúi xin pháp bảo xá tội lỗi cho con, Ajayan Khammame Thammo. Mà giáo pháp đó là Sandhitiko Akaliko, Ajayan Khammame Sangkho, Buñat Khit Tăng Anut Tarang. Nước Tarang cúi xin tăng xá tội lỗi ấy cho con. Tăng là ruộng phước vô thượng. Nhưng mà như thế này thưa quý vị, thật ra thì trong cái bài sám hối đó, nếu mà chúng ta nói Uttamang ghe na quan đê hăng ba đa băng sưng của Uttamang Puthe yô Khalito đô sô Puthu Khamatu tăng mà măng, thì ghe nó ổn hơn. Còn cái bài này thì cho nên là cái chữ chúng tôi xin gợi ý là cái chữ sang khác với Anuttara, cũng như ở phía trên là chữ Thamma Sanditika Kalika. Cái này chúng ta phải xem lại coi trong cái bản văn đó như thế nào, chứ cái này không ổn rồi. Lại thêm nữa, chúng ta hãy xem chữ Pante, chữ Thamma, chữ sang khác. Chữ Pante đó không thể nào mà đem, thí dụ chúng ta nói Phật Pháp Tăng thì phải Buddha Thamma sang khác, Buddha Thamma sang khác. Hoặc là ít ra đó, nếu mà nói sự kính trọng, một là kính trọng bậc đạo sư gọi là Satha, hai là kính trọng giáo pháp gọi là Sattharang Thammang Sankhang. Kính trọng bậc đạo sư là kính trọng Đức Phật, kính trọng giáo pháp, kính trọng tăng chúng. Thì chữ Satthu Thamma Sankha xài được, xài ba từ đó một bộ được, Buddha Thamma Sankha xài một bộ được. Nhưng mà chữ Pante nó không có dính dấp gì với cái chữ Thamma Sankha cả, bởi vì như cái chữ Pante đó, các vị sư nói chuyện với nhau vẫn gọi là Pante như thường, vị nhỏ hạ nói chuyện với vị cao hạ vẫn gọi là Pante như thường. Chứ chữ Pante đó đâu phải chỉ riêng với Đức Phật. Khi mà nói chuyện, một người mà họ nói chuyện với Đức Phật đó, hầu chuyện với Đức Phật, Ê Quang Thanh Tê Tí, Thưa Vân Bạch Thế Tôn, thì chúng ta xài chữ để được. Cho nên ở đây chúng ta chỉ dịch từ cho quý vị nghe thôi. Ca về nó qua, trời, cái chỗ này cũng rắc rối cho chúng ta nữa nè. Ây da, vị nào mà tác giả cái vị này, cái bài này thì vị đó phải nói là chữ Pali, vị đó văn phạm còn kém quá. Ca dê ná là sử dụng cách, chi tê ná là sử dụng cách, do thân, do khẩu, do ý.
lẽ ra qua cha giá, vì nó nữ tánh đó, qua cha giá chứ không thể qua cha được, không thể xài chữ qua cha đi. Mà đề nó mà gia thật tâm, ai thì dân, chứ ai thì dân tức là lỗi lầm, lỗi lầm mà con đã dễ vui vi phạm, đã làm bằng thân bằng khẩu ý đó. Cuối sinh phu đi bay nhá ta tha gà tá, cái này chưa có dịch được nhưng mà chúng tôi tạm lấy nghĩa cho quý vị thôi. Ta tha gà tá là Đức Như Lai phu phu đi bay nhá, tức là quảng tuệ, là đấng quảng tuệ, tuệ rộng lớn. Còn chú Phan Tê cái chỗ này đem nhét vô ở trong này, đem nhét vô để ngâm kệ chơi chơi vui chứ không có nghĩa gì hết. Thì chỉ có mấy từ đó thưa quý vị. Thật sự ra thì cái bài nhật hành này đó, bài nghi thức nhật hành này, khi mà mọi người biết, không biết Bali, chúng ta nhìn vào chúng ta cứ đọc thôi. Nhưng mà khi đã biết rồi, chúng ta nhìn vào chúng ta thấy có quá nhiều cái lỗi chính tả, cái lỗi chính tả và cái cách hành văn, cái cách cấu trúc hành văn. Đó chúng tôi khuyên quý vị là chúng ta đừng có tụng bài này nhé. Tụng bài này chư thiên họ cười chết, chư thiên các chư thiên phạm thiên các vị nó cũng dỗ Bali lắm thưa quý vị, mà chúng ta tụng bài này họ không hiểu hết. Thì chúng tôi xin có một vài điều để chia sẻ với quý vị bài học hôm nay, xem như là phần nghi thức nhật hành này chúng tôi không có dạy được cái gì hết, chỉ nói một vài từ để cho quý vị hiểu vậy thôi. Bây giờ thì xin cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại để hướng dẫn phần Bali, hướng dẫn phần phẩm Bali. Và chắc có lẽ là bài học hôm nay đó, cái bài nhật hành sám nguyện hôm nay đó, chúng tôi đề nghị là chư tăng chúng ta các vị thường ngày hay là tụng để hướng dẫn cho Phật tử thì chúng ta đừng có tụng bài này. Tụng bài này là chúng ta không tụng được, không tụng được. Xin tỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại Nam Thai nha. Chào kính trường Thượng Tọa Thủy Sư. Và Thượng Tọa Thủy Sư, đây là bài kinh sám tam bảo, sám hối tam bảo của Phật giáo Thái Lan và Tích Lan. Chư tăng Thái Lan tụng bài kinh hàng ngày. Thật ra thì bốn câu chót về Phật pháp tăng ở đoạn cuối không phải là chia mà các vị dùng khô cách hết. Đôi khi ví dụ đấng Như Lai hay là đấng đại từ đại bi chánh pháp pháp Sandika Akalika đều là các vị dùng khô cách hết. Đó là một cách, đó là cái văn khí, cái văn khí để xin gọi như vậy. Và nhưng mà bài kinh này thì nếu chúng ta qua bên các chùa Gai Chan Cha như là ở Amaravati, nói chung là ở Thái Lan thì chỗ nào cũng tụng, Tham Biết Mahadika cũng tụng trong bản kinh Thái Lan. Chứ đang Việt Nam thì tụng kinh theo quen cái bản kinh của người biên là bài kinh Uttamangge Nawande mà chúng ta có học rồi. Nhưng mà ở bên Thái, bên Thái, bên Tích Lan thì không có dùng cái bài sám hối đó, mà lại dùng cái bài này. Bài này thì nếu mà quý vị nghe từ Thầy Siêu dạng thì đại khái là nói rằng tất cả những cái thân nghiệp, khổ nghiệp, ý nghiệp nào mà do còn dễ vui mà đã làm, đã có cái xúc phạm đến Phật pháp tăng
thì con xin thành tâm sám hối. Nhưng mà đôi lúc thì mỗi một cái thành văn thì nó có cái văn khí riêng như vậy. Dạ, văn khí. Thì tôi từ siêu thì tôi quan điểm rằng khi mà mình nói về Phật á, thì phải nói là Buddha. Nhưng mà ở trong trường hợp này dùng cái chữ Phan Tê đó là một cái tâm cảm của một người quỳ trước tượng Phật. Nhìn vào Đức Phật, gọi Đức Phật là Phan Tê là tại vì cái chữ này đó nó là một cách tụng mà người ta đang hướng về Đức Phật, chỉ cho cái bậc cung kính. Thật ra thì chữ Phan Tê đó không có cân xứng với chữ Pháp và Tăng, nhưng chữ Phan Tê chúng ta có thể gọi Đức Phật trực tiếp và gọi Đức Phật tới đối trước tượng Phật. Thì một lần nữa đây là vấn đề văn khí thôi. Nhưng mỗi vị đều có quan điểm, khi mà đụng tới văn chương thì nó hơi khó nói. Nhưng mà đây là một bài kinh rất là phổ thông. Và chúng ta là quyển kinh tục tụng nào của Thái Lan và Tích Lan, họ đều có ghi như vậy hết. Bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta bước qua phần hôm nay đang là chúng tôi để quý vị tụng bài này, nhưng mà thưa tôi tiêu siêu thì chúng ta không có hoa khí thì thôi, chúng ta sẽ đọc qua cái phần chúng ta sẽ đi vào trong cái bài học. Và chúng tôi cũng có một câu trả lời có một vị hỏi chúng tôi khi đi nhân hành. Thì thật ra đó, thì phần lớn cái nghi thức của Việt Nam chúng ta tụng đó thì chúng ta tụng theo cái soạn của Campuchia, của người Miên. Nhưng mà ở mỗi một xứ Tích Lan, Thái Lan, Miến Điện thì có một số bài giống nhau, có số bài khác. Ví dụ như là Ân Đức Phật, Ân Đức Pháp, Ân Đức Tăng giống nhau, bài giống nhau. Hay hoặc giả những bài kinh như là kinh Từ Bi, kinh Hạnh Phúc, kinh Chủ Pháp Luân, kinh Châu Báu thì giống nhau. Nhưng mà những bài sám hối hay là bài hồi hướng thì có khác. Chư Tăng Việt Nam thì quen với cái nghi thức của Campuchia, thành ra cái gì mà không có giống Campuchia thì chúng ta nghe hơi lạ chút xíu. Nhưng mà chuyện đó thì chuyện bình thường thôi, không có chuyện gì. Nhưng mà ví dụ như là bài hồi hướng mà chúng ta tụng rất là quen, bài Văn Kinh Kusalakaman á, thì ở bên Thái và bên Tích Lan không có ai hồi hướng như vậy hết. Chúng ta cũng có tụng bài ở bài đó. Rồi bài Niệm Long Tư thì cũng khác một chút. Điều này thì cũng có chuyện gì, cái căn bản, cái nền tảng căn bản thì có giống nhau thôi. Nhưng mà nói chung là có thể nó tùy theo cái vị trưởng lão đầu tiên mang Phật pháp đến xứ đó có hơi khác. Thì khi quý vị nghe tổ thầy sư nói thì có thể quý vị cảm nhận là bài kinh này là bài kinh nó rất là sai, nhưng mà kỳ thật đây là một bài kinh được tụng nhiều ở tụng hàng ngày, chứ phải tụng nhiều, tụng hàng ngày ở Thái Lan và ở Tích Lan. Ở Campuchia thì không có. Ở Campuchia thì chúng ta tụng bài Uttamang Kê Đông Anh Đê Hẳn. Nhưng mà ngược lại bài Uttamang thì ở Thái Lan, ở Tích Lan thì không có tụng bao giờ hết. Mỗi một xứ thì cũng có những cái giống và có khác. Không phải nghi thức bên Nam Tông xứ nào cũng giống nhau hết. Bên điều này quý vị đừng ngạc nhiên lắm, bởi vì ở bên Phật giáo Bắc Tông của vậy, thưa quý vị, Phật giáo Bắc Tông Bắc miền Trung miền Nam có những cái chỗ mà cũng không có tụng giống nhau, về nghi thức tán tụng như vậy. Và cũng Bắc Tông mà bên Trung Hoa, bên Nhật Bản, bên Việt Nam thì cũng có những cái chênh lệch cái khác chứ không phải là chuẩn. Và có một vị hỏi chúng tôi là tại sao mà cả xứ Thái Lan mà không biết chia Bali. Không phải, ở đây chúng tôi có nói như vậy là thì tòa từ siêu cái ý thì tòa nói là những cái chữ chót đó là không biết chia, nhưng mà thì kỳ thật đó là hô cách. Hô cách cái hình thức như vậy. Hô cách. Chúng tôi lấy một cái ví dụ như là gọi Đức Phật là đấng Puripanya,
ta tha cái tá đều là hô cách, hay là sanditika akalika cũng là hô cách, bunya khetang anuttara là cũng là hô cách. Và cái hô cách này chúng tôi nói nó có tới cách như là nhân cách hóa, ví dụ như đó là con cứu sinh phá bảo sát rồi lại ấy cho con, hay là cứu sinh tăng bảo sát rồi cho tôi con, thì pháp bảo không không phải là một người, làm sao mà sát tội cho mình được, quý vị hiểu không? Nhưng mà khi mình nói là con xin sám hối Phật bảo, cuối sinh Phật bảo sát tội lỗi cho con, pháp bảo cuối sinh pháp bảo sát tội lỗi cho con, tăng bảo sát tội lỗi cho con, thì cái đó đó là một hình thức hô cách. Và khi đây chúng tôi nói đây là cái văn khí, thật ra thượng tọa Từ Siêu thì thượng tọa ý thượng tọa muốn nói là mình phải chia những chữ đó để nó trở thành một cái tính từ hay là cái hình dung từ của chữ Phật, chữ Pháp, chữ Tăng. Thì ở đây thì chúng ta không có chúng ta không có dùng câu cuối trở thành một cái tính từ hay là hình dung từ, mà dùng một cái theo thể hô cách. Còn chữ Phan Tê đó thì mình nói chung là tôn giả hay là các bậc tôn kính, chúng ta gọi Đức Phật là Phan Tê cũng được, chúng ta gọi các vị trưởng thượng là cũng được. Nhưng mà ở đây chúng ta phải hình dung rằng khi người ta đọc đó là người ta đối trước tượng Phật, xem tượng Phật như là một vị còn sống như Đức Phật hiện hữu, thành ra nói rằng Phan Tê, và chúng ta gọi Phan Tê cũng được. Về phương diện văn khí thì thưa quý vị, mỗi vị một khác. Cũng giống như là bài học vừa trường trước có bài kinh mà chúng tôi nói quý vị là chữ Bút Thá đáng lẽ chỉ chung cho chư Phật, nhưng mà chữ Bút Thá trong bài kinh đó chỉ cho Sapi Buddha Palapa Bhakya Kanan Chiyam Palang Arahantanan Chiyay Tê đó. Thì cái chữ Bút Thá đó chỉ cho Phật toàn giác thôi, và chữ Arahant chỉ cho thinh văn giác. Nhưng mà nếu chúng ta đem chúng ta chia một cách chính xác á, thì chữ Bút Thá đó là bắt chê các Bút Thá cũng được, Phật độc giác cũng được, mà Savaka Bút Thá là Phật thinh văn giác cũng được. Nhưng mà trong trường hợp đó thì chữ Bút Thá chỉ xài riêng chỉ cho toàn giác, và chữ Arahant thì chỉ độc giác thinh toàn giác, độc giác thinh văn giác đều được hết. Nhưng mà trong cái văn khí đó thì đặc biệt là Arahant chỉ cho A-la-hán, chỉ cho chư vị thinh văn giác thôi. Thì ở đây đó, quý vị nên hiểu rằng khi thượng tọa Từ Siêu phân tích cái tỷ theo cái văn phạm đó, thì nó đòi hỏi sự tinh xác. Trên phương diện tinh xác đó, thì như cái bài đó viết cũng không được, mà bài này cũng không được. Dạ. Nhưng mà trên phương văn chương á thì có thể được. Có thể được là chứ lấy ví dụ như ở ngoài đời chúng ta không xài chữ phím du bao giờ hết, nhưng mà Trịnh Công Sơn khi viết bản Mưa Hồng dùng chữ phím du, hay là có đôi khi có những chữ mà ở trong đó bên ngoài họ nói không được, nhưng mà trong thơ họ nói được. Thì quý vị biết là về cái chữ này đó nó tùy vào mỗi cá nhân thôi, chứ không thể nói. Nhưng mà chúng tôi phải nói một lần nữa là bài kinh này là một bài kinh sám nguyện ở trong kinh Nhật Hành của Thái Lan và Tích Lan, họ xài mỗi ngày. Thật ra, và đặc biệt là ở Thái Lan, Tích Lan thì họ không có bài Uttamang của chúng ta tụng. Yeah, không bài Uttamang, chúng ta quen chữ đó rồi. Bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta bước qua chúng ta phước qua phần kinh Pali. Chúng ta phước qua phần kinh Pali. Xin qua phần văn phẩm Pali. Không, hôm nay chúng ta không có tụng kinh Pali thưa quý vị. Trong phần văn phẩm Pali hôm nay thì chúng ta vẫn tiếp tục chia danh từ. Quý vị thấy rằng những cái bài về sau này đó, chúng ta có chia danh từ những cái danh từ nam tánh mà bị ghi ý. Hôm nay chính là u. Và quý vị có thể nói rằng mình đọc cái này thì nghe nó hơi rối, nhưng mà kỳ thật nó khác nhau không bao nhiêu hết. Nó khác với nhau không có nhiều. Nếu chúng ta quen thì chúng ta từ từ chúng thấy cũng dễ nhớ, không có khó nhớ. Và có cái chữ ở đây là chữ chúng ta có cái chữ mẫu á, và cái chữ thí dụ là chữ gá rú là thầy giáo. Chúng ta lưu ý quý vị là có một chữ khác cũng dùng đối với cái nghĩa gần gần giống nhưng mà lại mạnh hơn là chữ guru. Guru có nghĩa là bậc đạo sư, nghĩa là bậc thầy, nhưng mà thường là chữ guru là một professor,
tức là một vị giáo sư, một cái vị chuyên, và một vị mà có chuyên môn về cái ngành nào đó gọi là guru. Thật ra, ngày hôm nay trong tiếng Anh đó, ảnh hưởng cái văn hóa Ấn Độ, chúng ta dùng chữ guru, nhưng mà ở đây chúng ta dùng chữ garu. Garu ở đây tức là garu ở đây là thầy giáo dạy, nhưng mà chữ garu là thầy dạy chung chung thôi, chứ không nhất thiết phải là một vị guru, phải là vị professor và giáo sư. Chúng tôi lấy ví dụ như là thỉnh thoảng mà mình đi học một vài cái lớp vỡ lòng về computer, và có những người họ đứng đó, họ dạy chúng tôi computer, thì những người đó có thể là thầy giáo, nhưng mà vị đó không phải là giáo sư được, không phải là professor được, tức là vị đó có thể dạy nhưng mà ở cái trình độ bình thường thôi, nhưng mà không phải là một cái trình độ gọi là chuyên môn. Dạ, chuyên môn thật ra khi chữ guru, cái nghĩa thường thường guru cũng nghĩa là đạo sư. Đạo sư nghĩa như là giống như là một hòa thượng Nhất Hạnh là đạo sư của tăng thân của Mai Thôn, của làng Mai. Dạ. Thì ở đây chúng ta phải nói rằng kể ra thì nó hai chữ nó gần nhau, chữ guru và garu gần nhau, nhưng mà nó có ý nghĩa khác hơn một chút. Dạ. Cái chữ garu thì phổ thông hơn. Chủng cách số ít là garu, số nhiều là garu, garavu. Đối cách là garum, số ít. Đối cách số nhiều garu, garavu. Sử dụng cách số ít là garuna. Sử dụng cách số nhiều là garuhi. Và có chữ garuphi. Garuphi thì xài trong cổ văn thôi. Thỉnh thoảng chúng ta không có phổ thông như là garuhi. Xuất xứ cách là xuất cách số ít là garuna, số nhiều là garuhi, và chúng ta cũng có chữ garuphi. Chỉ định cách là garuno, garusa, và chỉ định cách số nhiều garuna. Sở thuộc cách số ít là garuno, garugurasa. Sở thuộc cách số nhiều garuna. Định sở cách là garunhi. Cũng định sở cách số ít là garusmin. Số nhiều định sở cách số nhiều là garu su, hô cách là garu, số nhiều là garu garabo. Ở đây chúng tôi cũng nhắc với vị Phật tử là nhân cái bài kinh hồi nãy từ tàu tu sư nói đó, chứ đây là cái điểm mà rất là dễ nhớ, là thường là hô cách một cách xưng gọi trực tiếp, mình gọi trực tiếp ai đó, xưng gọi đó thường gọi là hô cách. Mà nếu hô cách số ít đó, thường là giữ nguyên. Dạ, giống như Buddha, Thamma, Sangha, hay là ở đây chữ Garu, quý vị thấy những nguyên chữ, cái này cái dễ nhớ. Dạ, dễ nhớ trong cách gọi là hô cách là cách xin gọi, mà xin gọi đây gọi trực tiếp, chứ phải là gọi sau lưng, hay là gọi vắng mặt, hay là gọi số ít, thì nó giống, mang cái mẫu rất giống như là chưa chia vậy đó. Dạ, cái này thì thường mà quý vị thấy nguyên chữ mà chưa chia đó là đa phần thôi, tại vì có một vài trường hợp đó là chủ cách, nhưng mà đa phần nó là hô cách. Bây giờ thì chúng ta có cái chữ bhikkhu. Dạ, bhikkhu. Tiếp theo là vài danh từ nam tánh vị ngữ Úc. Dạ, vài từ như bhikkhu. Chữ bhikkhu này đó, thứ gì chúng ta âm có cái chữ đọc mà đọc đúng, đọc chuẩn là tỷ kheo. Và tỷ kheo mà có khi chúng ta đọc là tỳ kheo, nhưng mà ở trong miền Nam á, có nhiều người đọc là tỳ khưu, mà thật ra chữ tỳ khưu á, thì nó lại gần hơn. Và có một cách đọc khác ở trong chữ Phạn, mà nó rất gần với Phạn ngữ, mà phần tử bên ngoài không có đọc bao giờ, là bí sô. Dạ, bí sô. Bí sô nghe chữ lạ lắm, nhưng bí sô đó là chữ âm Hán Việt, thì chữ bí sô là cái phần âm chữ phích khúc.
cái chữ bhikkhu khú tại sao âm mà không có dịch là bởi vì nếu mà dịch cái nghĩa là người sống bằng hạnh thực thì nó không đủ nghĩa, tại người ăn sinh ở bên ngoài hạnh khất, bên ngoài cũng sống hạnh khất thực, nhưng mà ở đây đó hàm nghĩa là người sống bằng cái chánh mạng khất thực, tức là không có làm lụng, không có sát sanh, không có hơn thua, không có nói ăn gian nói dối, tức là trong tất cả các nghề đó, nó đều có tất cả là hãy mình sống mình mưu sinh đó, thì có tổn hại chúng sanh khác, thì chỉ có một cách mà không phải riêng về các vị tu hành mà Đức Phật ngài cũng sống như vậy, đó là nhận cái thực phẩm học đạo. Học đạo ở đây theo tâm tịnh nhục, học đạo ở đây là theo chánh mạng của các vị cư sĩ cúng dường. Và không phải chỉ nhận thực phẩm để độ vật không, mà nhận thực phẩm để duy trì mạng căn, và nếu chưa đắc đạo chứng quả thì để tu tập. Và nhận thực phẩm còn có hình thức gọi là hóa duyên, tức là tạo ra cái duyên lành cho những người đàn tính. Thành ra cái hạnh khất thực trong đạo Phật nó rất khác với bên ngoài, nên chi có cái chữ thích khú là người sống bằng chánh mạng khất thực, vừa là để tu tập mà vừa là để hóa duyên độ đời. Thành ra cái chữ này các vị thấy khó dịch quá dịch thế nào cũng không được hết. Giờ quý vị qua kỹ chờ chúng tôi một chút xíu, quý vị hãy chờ. Dạ hello. Dạ. Dạ được, xin đi thẳng đi, xin đi thẳng đến. Dạ. Dạ được, xin đi thẳng người lát cặp xưa đó. Dạ. Dạ. Dạ vâng. Dạ. Xin lỗi quý vị. Và có một vài vị Phật tử hay hỏi chúng tôi là mình tỳ kheo hay là tỳ kheo, thì chúng tôi thưa rằng trong cái ngôn ngữ Việt Nam á, Phật giáo Việt Nam đã tồn tại, Phật giáo đã tồn tại trong nước Việt Nam cả 2000 năm. Thật ra có rất là nhiều chữ mà chữ Hán mà ở ngoài họ đọc khác, nhưng mà ở trong nhà chùa lại đọc khác. Thí dụ như quý thầy hay nói là ở ngoài đời họ không đáng lẽ không họ đọc là Nam Mô, họ đọc là Nam Vô. Dạ, chữ vô chứ không phải là mô. Chữ đó không mô, nhưng mà mình á thì mình ở chùa đọc là Nam Mô, người đời họ không đọc Nam Mô, họ đọc là Nam Vô. Nhưng mà mình đọc như vậy trong chùa thì sai. Dạ, mà còn có nhiều chữ nữa. Thành ra có cách đọc riêng. Thì trong trường hợp này là quý vị đọc là tỳ hay là tỷ, kheo hay là khưu, tỳ kheo hay là tỷ kheo, tỳ khưu hay là tỷ khưu, thì thật ra đó nó đều cách đọc mang cái tính cách địa phương và cái đặc biệt ở trong chùa hết. Nên chúng tôi thường đọc là tỳ kheo, nhưng mà quả thực mà nói thì cái chữ này mình phiên âm như vậy thì nó hơi hời hợt, đáng lẽ mình phiên âm là tỷ kheo hay là tỳ khưu. Và tỷ kheo là đọc thuần theo phiên âm miền Bắc, còn tỳ khưu là đọc phiên âm miền Nam. Mà khi mà chúng đọc là tỳ kheo thì đầu năm nữa thì chúng ta đành chịu thôi, không có chuyện gì chuyện này. Đọc nước cũng chung chung như vậy. Quý vị thấy các bản dịch mà của Hòa Thượng Minh Châu á, Hòa Thượng không để tỳ kheo, nhưng Hòa Thượng là tỳ kheo hoặc là tỳ khưu. Dạ, đó là một ở trong hai cách phiên âm. Dạ, miền Bắc thì là tỳ kheo, miền Nam là tỳ kheo. Còn chúng ta muốn thống nhất Nam Bắc thì đọc là tỳ kheo, tức là đầu thì Nam và đuôi Bắc. Banh thuốc là thân quyến, người quyến thuộc. Ta rú là cây, ba hú là cánh tay, sinh thú là biển. Phá rá sú là bố bữa củi, cái rìu. Nhưng mà cái chữ này thì nói chung chung lắm thưa quý vị, nhưng mà chúng tôi nói cái chữ này ra thì nghe nó hơi kỳ, không ai xài. Cái chữ phá rá sú là cái búa mà có lưỡi bén,
Dạ. Ở trong miền Nam, ở miền quê chúng tôi gọi là búa đẻo. Quý vị biết búa, mình có cái búa rong đinh đó. Cái hammer đó, cái nó khác với cái axe tiếng Anh. Hammer là cái gì? Cái búa là mình nó chỉ đóng thôi, nó có cái đầu nặng đóng thôi. Còn cái axe là nó phải có cái lưỡi bén. Mà tiếng Việt Nam của chúng ta thì không có ai mà nói búa lưỡi bén hết, mà chúng ta gọi là búa đẻo, hay là ở đây chúng tôi tạm gọi là búa bự củi. Quý vị tự hiểu giùm nha. Dạ. Còn cái điều thì nó hơi khác một chút xíu. Nhưng mà cũng có thể dùng chữ phá xuống, thì chữ rìu nó cũng có thể, nó cũng có cái lưỡi bén nhỏ ở dưới, nhưng mà nó có móc ở trên, nó gọi là cái rìu, nó là búa rìu dư luận, và cái chữ rìu nó hơi khác một xíu. Ở đây chúng tôi nói chuyện, thật ra chúng tôi không có diễn tả được hết, nhưng mà trong tiếng Việt Nam chúng ta búa khác mà rìu khác. Nhưng mà rồi ở đây thì đều dùng nghĩa là nó có lưỡi bén, cái mà chúng có cái cán, và đầu tiên nó có lưỡi bén mà chúng ta có thể bổ súng được, thì do đó phá súng cho búa và rìu luôn. Phá súng là con vật. Dạ, phá súng là con vật. Mà chữ phá súng ở đây đó chỉ cho động vật có vú. Động vật có vú mà loại động vật có vú, chứ không có chỉ cho chim muông cho quý vị nha. Không chỉ chim muông. Phá súng thú vật. Dạ, thú vật. A khú là con chuột. Ô chú là cái đĩa. Vê lú là cái tre. Vê lú cái tre. Cái chữ này nó cũng có rắc rối lắm. Là ở trong Phật giáo có ngôi chùa rất là nổi tiếng, chùa đầu tiên chúng ta gọi là Vê lú cái nát. Dạ, Vê lú cái nát. Thì người Trung Hoa đó, họ có hai cách dịch là Trúc Viên và Trúc Lâm. Trúc Viên và Trúc Lâm. Thứ nhất là chữ Trúc ấy, ở trong chữ Hán ấy, nó bao gồm cả hai, tre và trúc hết. Khi ở trong tiếng Việt Nam chúng ta chữ Trúc ấy, nó chỉ cho loại nhỏ thôi, là nhỏ là trúc, mà là lớn là tre. Nhưng mà ngược lại trong chữ Hán ấy, chữ Trúc ấy, là chung hết. Dạ, chung hết là chữ lớn, là bao gồm hết. Thành ra chữ Trúc cũng hơi phiền. Và khi mà chúng ta thường gọi là Trúc Lâm, thì cái chữ Lâm đó, nó lại là cái chữ hơi, nó là cái gọi trang trọng ở trong chữ Hán, giống như Thiền Lâm chẳng hạn. Dạ, Thiền Lâm, rừng thiền. Nhưng mà chữ Lâm ở trong tiếng Việt Nam chúng ta là rừng. Thì Vê Lú Vá Ná không phải cái rừng. Vê Lú Vá Ná là một cái ngự viên có trồng trúc. Thật ra đúng là Vê Lú Vá Ná gì là Trúc Viên Tịnh Xá, thì nó chính xác hơn trong tiếng Việt Trúc Viên. Nhưng mà chúng ta quen gọi là Trúc Lâm. Thì quý vị biết ngôn ngữ nó có nhiều cái rắc rối lắm, nó phiền bức. Nhưng mà ở Vê Lú Vá Ná không có trồng trúc, Vê Lú Vá Ná trồng tre. Nhưng mà chúng tôi nhắc lại là chữ Vê Lú ở trong tiếng Phạn là cây tre, cây thân lớn. Nhiều khi cũng cười thì chứ không biết làm sao. Cái tách chú là cái muỗng, cái thìa. Và thật ra đó thì cái tách chú cũng có dịch là cái giá nữa nha. Ở ngoài Bắc gọi là cái môi á. Cái môi phải môi miệng. Cái môi là cái giá để bút. Cái gì bút và lớn, cái tách chú. Sách tú là kẻ thù. Chúng ta có cái một vị vua rất là nổi tiếng mà thỉnh thoảng chúng ta nhắc tới là vua Ajatasattu, tức là vua Ajatasattu. Ajatasattu, Aja là chưa sanh, Sattu là kẻ thù. Kẻ thù khi chưa sanh hay là vị sanh quán. Vị sanh quán là kẻ thù chưa sanh, là bởi vì khi mà mang thai đã có những dấu hiệu mà vua sẽ thấy sau này sẽ làm việc đại nghịch bất đạo rồi. Thành ra đặt tên theo cái lời tiên tri của các vị bà lâu, nên là Ajatasattu là A Sa Thế.
Sê Tú là cái cầu Bắc Giang á. Chúng tôi thấy cái cầu này thì chúng tôi xưa rằng ở trong miền Nam thì cũng có một cái chuyện nghe nó không đẹp lắm, gọi là đi cầu ở nhà ở miền Nam, tại vì họ bắt cái cầu ra ngoài giữa ao, gọi là đi cầu, đi vệ sinh. Thành ra nước cái cầu á, ở trong miền Nam có người nhà vệ sinh đó, cái cầu. Nhưng mà cái cầu ở đây là Bắc Giang, nhưng mà cầu hồi xưa là Bắc Giang một con đường nước. Bây giờ thời bây giờ thì cái cầu á, có những cái cầu gọi là cầu vượt, hay là cầu thì cầu vượt cái đó nó bắt ngang một, nó không bắt ngang đường nước, nó chỉ bắt ngang cái con đường khác thôi. Nhưng nói chung là cái cầu nào cũng là cầu hợp. Ở đây là cái gì bắt ngang từ điểm A qua điểm B. Mà cái chữ Sê Tú ở đây đó, đúng thực nghĩa kinh điển ngày xưa là cái gì bắt ngang một con nước, nhìn như con kinh, con rạch hay là con sông là Sê Tú. Và thời Đức Phật còn tại thế, hình như là chúng tôi không biết có cái chữ nào gọi là cầu vượt như chúng ta bây giờ, chúng tôi không biết. Kê Tú là biểu ngữ hay là cờ sĩ. Cái cờ đây nó khác với chữ cờ mà là biểu tượng của quốc gia. Quý vị sao bên Ấn Độ thấy người ta hay treo có khi cờ nheo, cờ để trang trí, cờ màu này màu kia, cái đó đều gọi là Kê Tú hết. Dạ, Kê Tú. Và cái banner mà chúng ta gọi thì nó cũng là một trong Kê Tú. Dạ. Xú xú là chỉ cho chỉ baby. Dạ, baby tức là em bé, nếu người ta. Còn nếu theo con vật á, thì nó hơi rắc rối, là có thể là con bê, có thể là con ngé, như trong trường hợp con bò con gọi là con bê, con trâu con là con ngé. Còn trong tiếng Anh có chữ puppy là con chó con, hay là con cup. Cup là con gấu con, hay là cọp con, hay sư tử con là cup. Chúng ta thì không có cái chữ đặc biệt dành cho sư tử con, cọp con hay là chó con, mà chúng ta có chữ con bê, con ngé chỉ cho con bò con, con trâu con. Ngôn ngữ đấy vậy thưa quý vị. Ngôn ngữ thì có nhiều khi nó có ở chỗ này còn có chỗ kia thì nhưng mà xuống xuống nói chung là baby. Dạ, yeah, baby tức là em bé nhỏ là baby xuống xuống. Ở trong chữ Hán gọi là hài nhi đó, nếu là con người là xuống xuống. Rồi bây giờ chúng ta bước qua một cái phần văn phẩm khác, là biến cách danh từ nam tính nghĩa ngữ u dài nha. Giờ u dài như là chữ quý đu, là trí giả hay là người hiểu biết hay là người thông suốt. Cứ bị nhớ là trong chính cái Phật hiệu còn là lô ca quý đu. Lô ca quý đu tức là thế gian giải. Dạ, thế gian giải là bậc bậc thấu triệt hay bậc quán triệt hay là bậc hiểu biết thế gian này, hiểu biết tất cả gì trong đời này. Thế gian giải là một Phật hiệu của Đức Lô Cao Quy Đu. Nếu chữ Quy Đu mà dùng riêng ngoài chúng ta chỉ là trí giả hay là nhà thông thái hay người hiểu biết. Thì về cách chia đó, nó chỉ có ba cách chia: chủ cách, hô cách và đối cách. Đó là khác với chữ ú thôi. Dạ, yeah. Chữ chủ cách là we do, rồi số nhiều là we do no, hô cách số ít là we do, số nhiều là we do no, đối cách là we đúng, đối cách số nhiều là we do no. Những cái biến cách khác ấy, thì nó giống như là ú vậy đó. Ví dụ như sử dụng cách số ít là we do na, sử dụng là quý đu phí. Và trong cổ có chữ quý đu phí. Sức cách số ít là quý đu na, sử dụng là quý đu hí. Trong cổ bằng quý đu phí. Chỉ định cách số ít là quý đu no, quý đu xá. Chỉ định cách số nhiều là quý đu nắng,
Sở thuộc cách số ít là we do know, we do sát. Số nhiều là we do know. Định sở cách là we do hit. Định sở cách số ít là we do smim. Định sở cách số nhiều là we do suốt. Yeah. Quý Phật tử để ý một điều đó là ở trong ngôn ngữ Pali đó, một danh từ mà nam tánh mà người bị ngữ u thì được dùng rất là nhiều để chỉ cho những cái nhân vật, chỉ cho người chuyên vào một cái gì đó. Nó giống như chữ sĩ trong tiếng Việt Nam chúng ta, giống như là y sĩ hay là nhân sĩ hay là viện sĩ hay là bác sĩ, thi sĩ, nghệ sĩ, cái giống chữ sĩ chúng ta, quý vị sẽ gặp rất là nhiều, rất là nhiều cái danh từ nam tánh mà mang quyền của u ở đây đặt đơn cử ra một số là papu, papu là đại nhân, người quyền cao chức trọng hay là lãnh chúa. Chữ papu này đó đôi khi chúng ta thì dịch là minh chủ, minh chủ hay là đàn chủ hay là hội chủ, papu. Và nếu gặp người đó mình gọi là đại nhân cũng được, cái người lớn, người trên hết, người trưởng thượng, người lãnh đạo ở trong đó. Nó phải tùy theo cái chữ này thì nó hơi khó dịch một chút, bởi vì chúng ta phải coi cái ngữ cảnh đó chúng ta mới dịch được. Chứ nếu chúng ta không kéo, chúng ta hiểu đại khái là một cái người mà có cái quyền lực lớn, ảnh hưởng lớn, địa vị cao trọng ở trong một cái tổ chức, ở trong một cái cuộc hội họp, ở trong ở đâu đó, là Papu. Sapanyu là đứng toàn tri hay đứng toàn giác, đứng toàn tri hay đứng toàn giác. Omniscient là người biết tất cả, người biết tất cả. Sapanyu thì chữ này đó thường là chỉ cho Đức Phật của chúng ta, Đức Phật chúng ta khi mà người giác ngộ, chư vị độc giác, chư vị thanh viên giác, cái biết có giới hạn, nhưng chư Phật toàn giác thì cái biết không có giới hạn. Các ngài muốn biết bất cứ điều gì thì các ngài đều thể biết được là Sapanyu. Quynyu là bậc thông thái, bậc minh triết, hay là một người có cái kiến thức sâu rộng về một lĩnh vực gì đó là Quynyu. Quynyu. Wadanyu là người giàu lòng từ thiện, người giàu từ thiện, và chúng ta gọi là mạnh thường quân. Thật ra mạnh thường quân là ở trong một điển cố, mạnh thường quân là tên của một người làm một cái tụ nghĩa đường, là người có lòng hào sản, là làm nơi. Mạnh thường quân là một cái nhân vật lịch sử đáng chúng ta phải biết qua, nhưng mà ở đây chúng ta không biết qua là tại vì chữ mạnh thường quân chúng ta dùng cho cái người giàu lòng từ thiện hay cho hay bố thí, gọi là mạnh thường quân của Danyu. Athanyu là người nhân từ, người giàu lòng thương người, Athanyu. Matanyu là người biết tiết chế, người biết tiết độ, người có biết chừng mực, cái người biết chừng mực gọi là Matanyu. Quý vị vẫn thì chờ chút xíu. Và dường như là mấy quyển kinh tụng Đại Hữu Châu đang giữ một phần đó. Và Đại Hữu hỏi Đại Hữu Châu có Đại Hữu mang thẳng ra đấy được không? Dạ được. Dạ quý vị qua khi chờ chút.
Sư Minh Thông ơi, không biết Sư Minh Thông có ở trước máy và Sư Minh Thông có thể giúp tôi cho vài phút không? Có việc cần bước ra ngoài chút xíu. Dạ, thỉnh Sư Minh Thông nói cho 5 phút. Chúng tôi sẽ trở lại trong 5 phút. Thưa quý vị. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tuân định Sư Phụ nói vài lời trong buổi học hôm nay. Kính thưa Sư Phụ và kính thưa Đạo Tràng, chúng ta may mắn đã được học tiếng Pali. Tiếng Pali con nghe Sư Phụ con nói là một loại điển ngữ. Và cái quan trọng của tiếng Pali này đó, là con nghe một cái vị tôn đức mà hồi có đó con đã tu học ở chùa Bổ Long với thầy Viễn Minh. Thì trong đó có một cái vị sư lớn tuổi, thì ngài kể chuyện cho con là cái quan trọng của cái từ ngữ Pali này là khi mà ngài kể lại có một cái cậu bé giờ khoảng chừng mười mười mấy tuổi vậy đó, thì thấy một con giả so lại tính ăn thịt cậu ta. Cái cậu ta hoảng sợ rồi, không biết nữa, cậu nói là Buddha. Nhớ chỉ Buddha thôi, khi mà cậu nói chỉ Buddha đó thì con quả giả so nó hoảng hồ. Nó chạy ra luôn xuống phía sau và khoảng 5-10 thước gì đó. Rồi cái nó đứng đó. Rồi cái lát nữa nó đi tới để nó bắt cậu đó ăn thịt. Thì cái cậu đó khi mà có cái kinh nghiệm là khi mà nói chữ Buddha đó thì gọi giả so nó quảng xe chạy thì nó tiếp tục nói nữa như vậy. Thành ra mình thấy rằng dầu cái cậu bé đó chỗ nói chữ Buddha đó không biết cái nghĩa là gì, nhưng mà khi mà cậu nói cái chữ đó thì là cái con giả so nó sợ quảng sợ như vậy. Thành ra kính thưa chư vị, chúng ta rất là may mắn. Chúng ta rất là may mắn là chúng ta đã học một cái ngôn ngữ mà tôi gọi là điển ngữ để mà chép kinh điển lại của Đức Phật đã nói cách đây hơn 25 thế kỷ, 26 thế kỷ gì đó. Thì là một cái điều may mắn cho chúng ta. Kính thưa chư vị, chúng ta là những người có thể nói là không có chết là biến mất được, mà chúng ta chết ở đây thì sanh kia, tức là cái từ ngữ mà ngài Hộ Tông nói rằng chúng ta chết đây sanh kia, có nghĩa là chúng ta không chết, mà chết tức là tại vì cái thân xác của chúng ta nó già quá rồi, nó không chịu nổi nữa cái body này, thành ra nó chết nó tan rã đi, nhưng mà cái tâm của chúng ta nó vẫn tiếp tục ở trong một cái thế giới mà sau đó thì cái thế giới sau đó mà chúng ta như thế nào đó thì nó tùy thuộc vào cái hành động của chúng ta ở những kiếp trước và cái kiếp này. Do đó nếu mà chúng ta hành động với cái tâm hiền thiện, tức là vô tham, vô sân, vô si trong cái thân khẩu ý của chúng ta đó, thì chúng ta tái sanh vào một cái thân tướng đẹp đẽ hơn, giàu sang hơn và thọ mạng dài hơn. Và với những cái khả năng như vậy thì chúng ta dễ dàng tu hành để mà đợi chờ khi mà có Đức Phật toàn giác ra đời. Thì cái nhiệm vụ Đức Phật toàn giác ra đời, ngài có 5 cái nhiệm vụ, mà những cái nhiệm vụ quan trọng nhất là mỗi sáng ngài dùng cái Phật nhãn của ngài quan sát thế gian để xem trong thế gian có ai như chúng ta, là những người đã học Phật pháp đến một trình độ mà khả dĩ chấp nhận được. Khi gặp ngài thì ngài sẽ thuyết cho chúng ta những cái lỗ hổng gì tri thức để mà chúng ta lắp đầy đủ. Mà khi lắp đầy đủ thì chúng ta có thể sẽ chứng những cái quả vị là sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, tức là tu đà hoàng, tứ đà hàm, a na hàm và a la hán. Và đó là con đường, kính thưa chư vị, là con đường mà chúng ta đang đi. Chúng ta có thể nói rằng có thể kiếp này chúng ta không thể đắc những cái đạo quả hay là những tầng thiền sơ nhị tam chí thiền, hoặc là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi, phi tưởng xứ. Nhưng mà chúng ta đã đang tu tập, tức là tạo những cái parami, tức là những cái ba la mật. Khi mà cái đầy đủ của những ba la mật là những kiến thức về chân lý tuyệt đối đó, khi mà chúng ta có đầy đủ rồi thì một ngày đẹp trời nào đó, khi một vị Thế Tôn thứ 5
trong trần gian này, trong trái đất này là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài là vị Phật thứ tư, một vị Phật thứ tư trong cái trái đất này. Và ngài nói là trong một cái kiếp xa xôi nào đó nữa, từ 5 tỷ năm là sớm nhất và 20 tỷ năm là lâu nhất, thì một vị toàn giác sẽ xuất hiện. Và khi một vị toàn giác sẽ xuất hiện, thì tất cả những vị toàn giác, dầu là đi bằng con đường trí tuệ, hay đi bằng con đường tinh tấn, hay là đi bằng con đường đức tin, đi bằng con đường trí tuệ là 20 an tăng thì kiếp 100.000 đại kiếp trái đất, đi bằng con đường tinh tấn 40 an tăng thì kiếp và 100.000 đại kiếp trái đất, đi bằng con đường đức tin là 80 an tăng thì kiếp và 100.000 đại kiếp trái đất. Nhưng mà khi mà đạt thành được vị chánh biến tri rồi, thì tất cả những vị chánh biến tri tài mạng đều ngang nhau, lòng từ bi từ thiện cũng ngang nhau. Khi mà là Đức Phật mà toàn giác rồi, thì tất cả những cái tài năng đó đều là ngang nhau. Và như vậy, khi mà những vị đó đã ra đời, thì cái công năng tu hành của chúng ta từ đây cho đến 5 tỷ năm nữa, hay 10 tỷ năm nữa, hay 20 tỷ năm nữa, hay là 40, 80 tỷ năm nữa, thì chúng ta có thể lại gặp, may mắn gặp được vị toàn giác đó, và chúng ta có thể được ngài giúp đỡ chúng ta để chúng ta khỏi chấm dứt cái dòng luân hồi bao nhiêu kiếp mà chúng ta đã trải qua. Như vậy thì kính thưa quý vị, học Phật Pháp ở trong cái lớp Phật Pháp Buddha Dhamma này là một sự may mắn. Mà cái sự may mắn này không phải tự nhiên, mà Nguyên Thông nghĩ rằng đó là do những cái kiếp trước thì chúng ta đã có dính dáng về chút ít hoặc nhiều về giáo pháp của Thế Tôn. Thí dụ như là những Thế Tôn trước như Kassapa hay là Xí Khí hay là Padumon, là tất cả những vị mà chúng ta được biết được khi mà ngài Dipara đã bắt đầu lúc đó là ngài Dipankara là vị toàn giác, mà Đức Phật Thích Ca của chúng ta đó là vị Bồ Tát tên là Sumitho mà được gặp. Và từ đó thì sau này Đức Phật chúng ta đã chỉ ra rằng kể cả Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là trên thế gian này chỉ có danh hiệu của 28 vị Phật. Đó là những vị Phật từ ngài Dipankara đến Kassapa rồi đến Gautama, thì đó là 28 vị Phật. Ngoài 28 vị Phật thì tất cả những vị Phật mà là chúng ta nghe mà không phải 28 vị đó, đó là những gì, những điều xảo trá giả dối. Tại sao? Bởi vì từ một vị Phật này đến một vị Phật khác, theo kinh sách nói là sớm nhất là 5 tỷ năm mà lâu nhất là 20 tỷ năm. Thì làm sao mà có những cái tên của vị Phật mà chúng ta biết đó là bắt buộc là phải trong 28 vị Phật mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã giảng dạy cho chúng ta từ ngày Dipankara đến Kassapa và đến Gautama. Kính thưa chư vị, đó là những điều mà con đã đọc và đã thấy là như vậy. Dạ, con xin mời sư phụ. Dạ. Cái trường sư Minh Thông, thưa Phật tử, có một vị ở đây hỏi chúng tôi một câu về điều mà sư Minh Thông vừa nói đó. Rõ ràng thì chúng tôi không có nói ngày hôm nay, nhưng mà nó ngoài cái đề tài, nhưng có lẽ là cũng còn thì giờ nên chúng tôi nói trả lời cho xong, tại vì có thể là sau này cũng không có dịp. Quý vị hỏi là tại sao mà các vị Bồ Tát thành Phật toàn giác mà phải tu lâu như vậy, tu nghe lâu nhiều quá như vậy, thì thật ra trước khi muốn quý vị hiểu một cái điểm này, rồi quý vị thấy là tại sao có thời gian lâu. Một con người ở trên trái đất này, theo trong kinh, nếu mà mình tu thiền
như sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì phi phi tưởng đó. Và mình đắc thiền, không có ngoại thiền, mình đắc thiền sanh về cõi phạm thiên đó. Thì thưa quý vị, cõi phạm thiên lâu lắm, lâu lắm, nó nhiều kiếp trái đất, dạ. Có khi 100.000, khi trăng 200.000 kiếp trái đất, rất là lâu, cái tuổi thọ lâu lắm. Vì vậy, có một cái đặc điểm của chư vị Bồ Tát đó, mà đặc biệt là chư Phật toàn giác đó, thì các ngài đều phải trải qua tất cả sự tu tập về tâm giải thoát, về tuệ giải thoát. Dạ, về tuệ giải thoát là các ngài có thể chứng đắc cái xả tuệ, tức là còn một bước nữa là các ngài có thể giải thoát hoàn toàn, nhưng mà các ngài không có giải thoát thành vị thinh văn giác, như là đạo sĩ Sumitho đó, khi gặp Đức Phật vẫn đi băng cá rá, là nếu mà ngài không phát nguyện thành đẳng chánh đẳng giác thì ngài sẽ thành vị thinh văn giác A-la-hán liền, nhưng mà ngài không có thành tựu. Nhưng mà trên phương diện tâm giải thoát và phương diện thiền á, thiền chứng á, thì Đức Thế Tôn không phải một lần mà rất nhiều lần ngài đã chứng tới cái thiền gọi là phi tưởng, phi phi tưởng. Mà không phải riêng về Đức Phật, mà các vị đại tử của ngài như ngài Bụt Kiền Liên, ngài Xá Lợi Phất, ngài Ca Diếp vân vân, ngài Anuruddha thì đã từng chứng thiền. Mà những cái thiền mà khi mà chứng thiền sắc giới và vô sắc giới thì có cái một cái rất là phiền, đó là khi chứng thiền mà sanh về cõi phạm thiên thì lâu lắm, cái tuổi thọ lâu lắm. Như quý vị nghe nghe chư tăng cũng hay nói rằng ngài Xá Lợi Phất mà ngày trước khi mà ngài sanh ra làm thanh niên Upatissa ở trong hiền kiếp trước cuối cùng thì ngài đã từng sống ở cõi phạm thiên. Thì cái thời lượng, cái thời gian dài sống ở cõi phạm thiên đó, thưa quý vị, nó dài lắm. Dài lắm. Đối với nhiều người trong chúng ta đó thì sống ở các cái cảnh chư thiên phạm thiên mà dài là một vì diễm phúc. Nhưng mà chúng tôi nói quý vị nghe điều này thì có vẻ hơi kỳ, nhưng mà thật ra thì đối với chư vị Bồ Tát mà tu tập để đắc đạo chứng quả đó, thì sanh về cõi phạm thiên đó mất thì giờ. Mất thì giờ lắm. Thì quý vị cứ tưởng tượng là lên sống sanh lên cõi thiên phi thiên tưởng mà cả bao nhiêu ngàn đại kiếp mà cái tuổi thọ nó kéo dài như vậy đó, thì lúc đó chỉ là tu sống trong trong tâm thiền thôi, chứ không có hành ba la mật, không hành ba la mật. Và do vậy cái thời gian đó nó chỉ kéo dài cái hành trình tu tập, nhưng mà các ngài không thể không trải qua những điều đó. Dạ. Tại sao mà khi Đức Thế Tôn của chúng ta, khi mà ngài rời thành Ca Tỳ La Vệ rồi ngài đến với hai đạo sĩ Alarakalama và Uttakaramabutta mà ngài chứng đắc thiền vô sở hữu và phi tưởng nhanh như vậy? Rất đơn giản, vì lý do rằng đối với ngài những chuyện đó ngài rất là dễ dàng, ngài đã chứng đắc trong nhiều kiếp như vậy rồi. Dạ. Chứng đắc nhiều kiếp, do ngài chứng đắc nhiều kiếp, do vì khi mà ngài muốn chứng dễ dàng lắm, ngài Xá Lợi Phất cũng vậy, hay ngài Ma Ha Ca Diếp cũng vậy, ngài Bụt Kiền Liên, cái chuyện mà các ngài như chúng ta ngày nay, đôi khi chúng ta tu tập trì trật bao nhiêu năm mà với một vị đã có một cái trình độ như vậy thì dễ dàng lắm. Chúng tôi nhớ rằng trong cái nền giáo dục của chúng ta đó, có những vị mà học có nhiều khi tốt nghiệp ra trường á, lại có những điều mà không hiểu thấu đáo được. Nhưng mà có những người mà hồi còn nhỏ đã có thể có những cái suy tư vượt bậc, có suy tư vượt bậc do cái túc duyên của nhiều đời nhiều kiếp. Vì vậy khi mà quý vị nghe Sư Nguyên Thông nói rằng chúng tôi không nghe được là Sư Nguyên Thông nói cái gì, nhưng mà các vị nói Sư Nguyên Thông nói là tu phải tu rất lâu á, thì quả thực là do cái trường hợp là phần lớn là do cái chứng thiền. Dạ, chứng thiền thì chứng thiền sanh được cõi phạm thiên, và quý vị biết cái tuổi mình nói là tính bằng kiếp trái đất á, là Maha Kappa là đại kiếp, kiếp trái đất lâu lắm, mà hàng trăm đại kiếp thì bao nhiêu đại kiếp như vậy mà sanh cõi phạm thiên quý vị biết bao lâu. Kể ra thì con đường tu nó mất thì giờ như vậy. Bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta trở lại với bài học ngày hôm nay. Và xin lỗi quý vị là trước khi trở lại bài học, chúng tôi cũng nhắc vì một việc. Đây là một điểm chúng tôi rất là mong mỏi.
trong thời gian vừa qua đó, trong thời gian vừa qua, thời gian ngắn thôi, từ khi mà cái biến thể Omicron nó đến Mỹ đó, thì thưa quý vị, chúng tôi có rất nhiều Phật tử quen thân hay là những người biết hoặc xa hoặc gần mà bị nhiễm Omicron rất là nhiều. Bị nhiễm nhiều chứ không ít. Và thường á là nếu có chích ngừa rồi, nếu có chích vaccine rồi, bị nhiễm thì tương đối nó hành nhẹ thôi, 5 ngày, 7 ngày thì hết. Nhưng mà cũng đã có vài ba trường hợp chết vì nhiễm Omicron. Có chứ không phải là không có. Mặc dù đã chích ngừa rồi, nhưng mà mình gọi là complication, tức là cái nó complicate cái, thí dụ mình bị tiểu đường hay bị đau tim bên này kia, rồi đụng đến cái đó rồi nó là ảnh hưởng. Chúng tôi cũng mong rằng tất cả quý Phật tử, những người có mặt trong rồi hôm nay, dù thế nào đi nữa thì chúng ta cũng đừng dễ ngươi, đừng xem thường, nghĩ rằng những cái thông tin mình nghe qua internet, qua người này kia mình biết được, chúng ta không biết chính xác đâu. Đừng bao giờ nghĩ rằng chúng ta đã thật sự biết hết về COVID. COVID nó vẫn còn nhiều cái, nó có nhiều cái biến đấu, nó có nhiều cái bất ngờ mà chúng ta không có dự tính trước được. Thành ra cẩn thận là tốt, tránh chỗ đông người là tốt. Nếu mà quá cần thiết thì đừng đến chỗ tụ tập đông người và san sát với nhau. Và chúng tôi cũng biết là do cái nỗ lực để phục hồi kinh tế, nhiều tiểu bang đã bỏ cái lệnh cấm mang bắt buộc mang khẩu trang. Ở tại Hoa Kỳ thì chỉ còn 11 tiểu bang giữ cái lệnh mang khẩu trang thôi. Nhưng mà để bảo vệ cho chúng ta thì quý vị nên mang khẩu trang là tốt. Dù sao đi nữa thì nếu chúng ta nghĩ rằng chúng ta muốn ngừa bệnh thì nên cẩn thận, thưa quý vị. Đó là điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị hôm nay. Bởi vì sáng hôm nay chúng tôi cũng phải đi tụng kinh một đống tang. Và rồi bây giờ thì chúng ta trở lại với bài học trong ngày. Bài dịch hôm nay là Pikavo Tatha Gatasa Savaka Hondi. Savaka Hondi. Pikavo ở đây là những tỳ kheo. Đây là chủ khách số nhiều. Pikavo Tatha Gatasa. Tatha Gatasa là đấng Như Lai, ở Đức Như Lai. Cái chữ Tathagato hay Tathagata được Đức Phật ngài dùng để tự xưng, tự xưng Tathagata Như Lai, mà cũng là cách chúng ta gọi Đức Phật, là bậc đã đến như vậy. Bậc đã đến như vậy, đã đi như vậy, đã đến như vậy. Từ này thì thật ra có nhiều ý nghĩa, ý nghĩa rất là thế nhỉ. Tathagata Savaka, chỉ Savaka là người biết nghe, hay là thụ nhân, hay là người thụ huấn, hay là người được học. Trong trong tiếng Pali á, cái chữ mà nghe như là đa văn hay là thinh văn á, thì chữ văn đó nghĩa là nghe, dịch nghĩa đen, nhưng mà nghĩa bóng nghĩa là sự hấp thụ, là được học, được dạy. Savaka thường chúng dịch là thinh văn. Thì thưa quý vị, trong tiếng Việt của chúng ta đó, cái chữ thinh văn đôi khi ảnh hưởng Phật giáo Bắc truyền. Thinh văn dương giác, thinh văn là danh từ không có đẹp, nhiều người xem thinh văn là hàng tiểu thừa, thinh văn là ích kỷ. Nhưng mà thật sự thinh văn là người được học, người biết lắng nghe, người khéo lắng nghe và người được truyền thọ. Thì Đức Phật nào thì Đức Phật Tôn Giác nào cũng các đệ tử là bậc thinh văn. Thì chữ Savaka là chữ đẹp chứ không phải là chữ xấu nha, không phải chữ tiêu cực chứ quý vị nha. Chữ Savaka là thinh văn. Nhưng mà chữ Savaka ở đây nó cũng có thể hiểu là đệ tử Phật. Chư tỳ kheo là những đệ tử của Đức Như Lai. Pikavo là chỉ tỳ kheo số chủ cách số nhiều. Tathagatassa là Như Lai, sở thuộc cách số ít. Savaka là thinh văn hay là đệ tử, hàng đệ tử là số nhiều.
hôn tí, là giống lục từ thu bi hô tí vậy đó. Nhưng mà ở đây là ngôi thứ ba sở nhiều, tức là chư tỳ kheo là đệ tử của Đức Như Lai. Đức Như Lai Bánh thơ vô Amang Pasitung Nakaram Hagamang Agaminsu. Bánh thơ vô là thân quý hay là quyến thuộc. Chúng ta có chữ nhà tí, nhà tí cũng là quyến thuộc, nhưng mà chữ nhà tí thì có nghĩa là có sự liên hệ, còn bánh thơ vô có nghĩa là có sự ràng buộc. Bánh thơ vô dịch là quyến thuộc thì hay nha tí dịch là bà con. Chúng tôi nói sao thì quý vị nghe nhận, để quý vị chờ chúng tôi chút. Nói chung là nó có một sự liên hệ của dây cột, nhưng mà chữ nha tí được hiểu trong cái ngữ cảnh đó là nói chung, nói chung còn bánh thơ vô là chỉ cho một cái người bà con, ví dụ như trong số một đám người đi đó thì chúng ta chỉ người đó là bà con của tôi đó, thì chúng ta dùng cái chữ bánh thác, bánh thú ở đây chúng ta có học rồi. Bánh thơ vô là những người quyến thuộc, Amang là mẹ, ở đây là đối khách, Pasitung là phân từ chữ Pasati là thấy, để gặp để thấy, Nagaramha là từ thành phố, Gamang là ngôi làng, Agaminsu là tới, những người quyến thuộc đến ngôi làng từ thành phố để gặp mẹ, gặp người mẹ. Mẹ của những người đó, những quyến thuộc đến ngôi làng từ những quyến thuộc từ thành phố ngôi làng để gặp mẹ. Câu số 3 là Choro Aranye Taravo Kinditung Parasum Adaya Gachi Akami. Choro là ăn trộm mà cũng ăn cướp cũng được. Choro, một thổ phỉ, người ăn trộm, người trộm. Aranye là khu rừng. Taravo là cây, đối cách số nhiều. Kinditung là để cắt, trên đi xuống để cắt. Parasum cái búa, ở đây là đối cách cái búa. Adaya là lấy đi cái búa. Gachi là đi. Gachi ở đây cũng thì Akami là những người ăn trộm lấy cái búa đi vào rừng để cắt cây. Những người ăn trộm lấy cái búa đi vào rừng để cắt cây. Búa đi, chúng ta gọi là búa đẻo, thì cái gì? Búa đẻo hay cái rìu. Búa đẻo hay cái rìu. Những người ăn trộm cầm cái rìu đi vào rừng để cắt cây, cũng được. Rồi, đó là ba câu tiếng Việt, việc dịch ra tiếng Pali. Bây giờ chúng ta dịch cái từ Việt sang tiếng Pali, thưa quý vị. Băng ngang cái cầu, băng ngang cầu kẻ thù tiến vào hòn đảo. Thì ở đây chúng ta phải dịch bằng bất biến quá khứ phân từ là sau khi băng
ngang cái cầu. Sau khi băng ngang, ta thí chúng ta tarita, taritoa là sau khi băng ngang. Cái cầu ở đây là xê túng, ở đây là băng ngang ngoài cầu thì cái cầu là xê túng. Xê túng, taritoa là sau khi băng ngang cái cầu. Yeah. Kẻ thù tiến vào hòn đảo, kẻ thù là sát túng. Hòn đảo là tiến vào, đi vào là Babati, là Babisi. Hòn đảo là đi bá, ở đây là đi băng. Thì dịch là sát tú, xê tung tari toa, đi băng Babisi. Yeah. Sát tú, xê tung, sát tú là ở đầu là kẻ thù. Yeah. Xê tung tari toa là sau khi băng ngoan cái cầu, đi băng Babisi là đã vào hòn đảo. Yeah. Rồi, câu số 2 là bạn không nên cắt cây tre với cái búa đẻo. Bạn có thể dùng cây cưa. Yeah. Quý vị chờ chút xíu, lâu quá chúng tôi không, tự nhiên chúng tôi quên mất chữ cây cưa là chữ gì. Cây cưa nhớ rồi, cây cưa. Lâu lâu quá, có nhiều cái chữ không quên mất. Ok. Bạn không nên cắt cây tre với cái búa đẻo. Tum hế là bạn tum hế không nên cắt là ma chinh đa thá. Ma chinh đa thá là không nên cắt. Ma là đừng hay là không nên. Chinh đa thá là đừng cắt. Cây tre là vê lú. Ở đây là đối cách số nhiều là vê. Vê la vô. Dạ, với cái búa đẻo, tức là không nên đúng cây tre với cái búa. Dạ, không nên đúng cây tre với cái búa. Với cái búa ở đây là parasuhi. Dạ, parasuhi. Với cái búa sử dụng cách. Kakachehi chindatha, kakachehi chindatha là hãy cắt bằng cây cưa. Kakacha chindatha, hãy cắt bằng cây cưa. Matumhe parasuhi velano chindatha, kakachehi chindatha. Dạ, dạ, đừng có cái này, nó có cái này. Đại khái là cái gì, khi quý vị nào đúng tre đó, đúng tre thì người ta đúng bằng dao bằng búa, nhưng mà nó có cái chuyện là đôi khi mình chặt á, đôi khi mình đúng mình lấy mình đập mạnh búa đó, mấy cái nhánh đó nó thể nó bật trúng mình. Và ở đây khuyên là nên dùng cái cưa để cắt hơn là dùng cái búa để đúng, ví dụ như vậy, tạm hiểu như vậy. Câu số 3. Những viên quan của nhà vua treo cờ và những viên quan ở trên cây cầu và trên cây. Dạ, câu này cũng phiền đó. Những viên quan của nhà vua, những viên quan của nhà vua là Pupatino Amacha. Amacha ở đây tức là các vị thượng thư, các vị quan. Dạ, Pupatú là vua, Pupatino Amacha là những viên quan của nhà vua. Yeah. Cái cờ xí hay là biểu ngữ là banh thiêm xúc, đối cách. Đối cách số nhiều. Kê ta vô là treo, là máng. Ketavo ở trên cây cầu và trên cây. Trên cây là rút khê xuống, còn trên cây cầu là
sự tôn thí cha, sự tôn thí cha, rồi sự rồi cô về sự cha. Ok. Pupatino amacha se tumhi cha rukhe hu cha ketavo. Ban thim su, hay ban thim su ketavo. Dạ, quý vị chờ chúng tôi chút xíu. Câu này nó hơi dài. Dạ. Kupatino Amacha là những vị quan của nhà vua. Se tum hi cha ru khe su cha, tức là ở trên cây cầu và trên cái cây. Bần dim su khe ta vô là treo cờ xí. Dạ, treo cờ xí. Rồi, đó là câu số 3. Thưa quý vị, trước khi mà giúp cái chấm dứt cái chương trình ngày hôm nay, chúng tôi có muốn nhắc quý vị một điểm mà có một vài Phật tử cũng hỏi chúng tôi là tại sao trong cái bản trong cái giáo trình Pali đó chúng ta học càng về sau này thì có vẻ như văn phạm càng ít đi. Thì chúng tôi thưa rằng cái giáo trình này của giáo sư Lili de Siva đó, chúng ta gọi là giáo trình vỡ lòng. Dạ, vỡ lòng thành ra ban đầu thì cho chúng ta một số các cái khái niệm để quý vị thấy chú thích văn phạm rất là nhiều. Nhưng mà về sau này đó, thì chúng ta không còn cần phải giảng nhiều về văn phạm nữa. Ví dụ như trong bài học này thì chúng ta học về cách chia danh từ, vĩ ngữ, chia từ nam tánh. Những biến thể danh từ nam tánh, vị ngữ ú và vị ngữ u. Thì biến thể danh từ quý vị đã học rồi, rồi tám cách như là chủ cách, đối cách, vân vân, chúng ta cũng học rồi. Ở đây thì chúng ta chỉ học cách chia thôi, và do vậy chúng ta học tương đối là đơn giản, chứ không có không có nhiều như là trước về vấn đề văn phạm. Dù sao đi nữa thì đây là cái kinh nghiệm của chúng tôi khi học tiếng Phạn đó, thưa quý vị. Người ta nói là văn ôn thì võ luyện. Dạ, văn ôn võ luyện tức là chúng ta đừng bao giờ đòi hỏi mình là phải là thật giỏi, mình phải là thần đồng, phải là thiên tài, mà chúng ta chỉ cố gắng để thường xuyên ôn nhắc. Nếu quý vị để ý một chút những cái từ vựng và quý vị để ý chút về văn phạm đó, thì lâu ngày dần dà chúng ta sẽ làm quen hơn. Là quen thì chúng ta sẽ thoải mái và dễ dịch hơn. Do vậy học tiếng Phạn nó khác với học những cái môn học khác trong lớp học. Môn học khác có thể là nó hay vì nó vui, vì chúng ta nghe được. Mặc dù trong cái chương trình này chúng ta có phần Bali vui để học đó, nhưng mà điều này nó cũng tùy vào thượng tọa thời siêu. Là có nhiều khi thượng tọa giảng rất vui, nhưng có nhiều cái bữa thượng tọa không có vui. Dạ, có nhiều khi thượng giảng thì thấy nó rắc rối, thượng tọa nó rắc rối, nhưng mà nó cũng vui. Nó cũng là vui vui. Nhưng mà quý Phật tử, nếu chúng ta học bằng một cái cách là take it easy. Take it easy tức là mình đừng có tự làm căng quá chính mình. Dạ, chúng ta đừng có làm khó chính mình quá, tức là mình nói cách là lượm nhặt được bao nhiêu thì lượm nhặt, nhớ được bao nhiêu thì nhớ. Giống như sư trưởng có nói câu là từ từ mà lượm hoa rơi, ở cho có chí hơn người trèo cao. Tức là chúng ta cứ học. Dạ, chúng ta cứ học và không bổ bề ngang, bổ bề dọc. Thì dần dà những thứ này nó sẽ đi vào trong tâm trí của mình. Cái đặc biệt của tiếng Phạn, thưa quý vị, là chúng ta đang học một cái ngôn ngữ mà để chép kinh, liên hệ đến kinh điển. Và nếu quý vị thích học Phật Pháp, thì qua Phật Pháp chúng ta sẽ thoải mái với phần ngữ, và qua thoải mái phần ngữ quý vị sẽ nghe nhiều danh từ. Ở trong lớp học này thì tương đối là quý vị Phật tử học rất là nhiều danh từ tiếng Phạn. Thí dụ như chúng ta học về quẩn xứ giới đế, thì quý vị thấy là bốn chữ là quẩn là Khantha, xứ là Ayatana, giới là Tha Tú.
Dạ, đế là Ariyasattva. Thì những chữ đó, nếu mà quý vị nghe Chư Tăng giảng thì giảng nhưng mà để ý chút xíu quen á, thì ít nhất là chúng ta cũng lượm được bốn chữ để bỏ túi, và cứ dần dà tích tụ như vậy lâu ngày thì tích tiểu thành đại. Chứ tuy nghĩ rằng ở trong đời chúng ta mà được học Phật pháp á, là một cái duyên, nhưng mà nếu khi mà mình học mà một lúc rồi tự nhiên mình càng lúc mà mình cả trở nên thích rồi đó, thì quý vị sẽ thấy rằng nó sẽ không còn khó khăn cho chúng ta nữa. Và đặc biệt á, không biết quý vị Phật tử thấy sao, nhưng mà chúng tôi thấy tiếng Phạn á, không biết chúng tôi nói chủ quan không, mà chúng tôi thấy tiếng Phạn còn dễ học hơn tiếng Việt. Tại vì đọc cũng dễ, quý vị thấy không? Tiếng Phạn đọc cũng dễ, và tiếng Phạn có rất nhiều cái từ ngữ mà có thể liên quan đến Phật pháp. Thành ra chúng ta vừa học Phật pháp vừa học tiếng Phạn rất là khoan hỷ. Và từ cái sự khoan hỷ đó, nó sẽ làm cho chúng ta càng ngày càng cảm thấy thoải mái hơn, dễ dàng hơn, chứ nó không có mang cái tính gọi là khó khăn, và khó khăn trong cách học, ở trong cách gọi là chúng ta lãnh hội, cách là tiếp nhận. Và chúng tôi cũng mong rằng quý Phật tử trong thời gian học á, thì quý vị nghe về nhiều cái sự khác biệt, và khác biệt giữa ở ngoài đời, ở trong đạo, giữa cái nhìn của Phật giáo Nam Tông và Bắc Tông, giữa cái văn hóa của Việt Nam và của Trung Hoa và của Ấn Độ, và ngay cả như là những cái khác biệt ở trong cách nhìn, ở trong cái dạy giữa chúng tôi và Sư Tổ Thừa Siêu, thì những cái sự khác biệt đó không nên là một vấn đề mà quý vị nghĩ rằng nó tạo cho quý vị cái cảm giác khó chịu, mà trái lại cái sự khác biệt đó nó là một cái chất xúc tác khiến cho chúng ta tập suy nghĩ. Thì thật ra thưa quý vị, nó là tuyệt đối thì nó không có tuyệt đối đâu. Dạ, mỗi một cái văn hóa, một cái ngôn ngữ, mỗi một cá nhân đều có một cái cách nhìn tương đối rất là khác. Nhưng mà nếu chúng ta linh động một chút, chúng ta quyển chuyển một chút, chúng ta thoải mái một chút, thì chúng được rất là nhiều, thay vì để những cái đó nó trở thành những cái lấn cấn ở trong cuộc sống của mình. Chúng tôi rất là hiểu được rằng có nhiều người khi học Phật pháp thì cảm thấy rằng mình bị lạc lõng, mình bị chơi vơi, tại sao đoạn này nói về đoạn kia nói kia. Nhưng mà sự khác biệt đó không nên là cái trở ngại cho chúng ta, không nên là những cái hạt sạn ở trong vậy, mà chúng ta nên xem cái sự dị biệt đó là điều tất nhiên, và chúng ta tiếp tục đi tới, càng đi càng học càng thoải mái, càng dễ chịu, càng cảm thấy rằng mình có thể linh động được, mình thể quyến chuyến được. Chúng tôi rất là sợ cách học đóng khung, cách học đó chỉ có một chiều thôi. Có nhiều vị thứ vị học theo một vị thầy hay một trường phái, họ chỉ biết có đó thôi, và những thứ khác đều là sai hết, chỉ biết có thứ đó là đúng. Chúng tôi có quen với một người, họ đi thực hành trong một cái đạo tràng của một vị thầy cũng rất là nổi tiếng bên này, mà sau cái vị đó trở về, vị đó thấy rằng tất cả mọi cái sự tu hành khác đều là sai hết. Nhưng mà rồi bất chợt có một ngày vị đó khám phá ra rằng có nhiều điều không phải vì thầy mình dạy đúng, mà những vị thầy khác dạy cũng hay. Thành ra vị này từ từ tháo bỏ cái quan niệm đóng khung đó. Chúng ta học phải học với tinh thần rất cởi mở, tâm tư mở rộng ra, thì chúng ta sẽ đón nhận nhiều hơn. Và đặc biệt chúng ta nhớ như vậy là bất cứ một sự đóng khung nào mà nó càng hẹp hòi, thì cái người thiệt thòi đầu tiên là chính chúng ta, chứ không phải ai khác. Những người với cái tâm rộng mở, với tâm cởi mở, với cái tâm sẵn sàng để lắng nghe, để học hỏi, để chấp nhận sự gì biệt, thì người đó là người ít thiệt thòi hơn hết, và người được hưởng lợi nhiều hơn hết trong sự học. Thì cái thái độ học của chúng ta có vị chứ nó rất là quan trọng. Đó là vài điều mà quý vị chúng tôi muốn chia sẻ thêm trong cái buổi học này. Và bây giờ thì xin kết thúc chương trình Sư Hoàng Nợ tại đây. Ngày mai này, thứ bảy, chúng ta có giáo trình, chúng ta có môn tăng chi ở Tư Ưng Bộ, và vị giảng sư là Thượng Tọa Pháp Tân. Kính đại lễ Chư Tôn Đức thân chào tạm biệt Phật tử. Chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa trước khi rời chương trình, đó là ngày Tết là ngày mà chúng ta có rất nhiều chuyện phải ra bên ngoài đến chùa đám đông. Quý Phật tử nhớ
cho dù ở địa phương nào, cho dù không gì, có cẩn thận thì tốt, là đi đâu nhớ mang khẩu trang, thường xuyên rửa tay, giữ giãn cách xã hội, và mong rằng tất cả mọi người sẽ giữ tốt, bảo vệ cho mình và bảo vệ cho những người xung quanh mình. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú lành thay, xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ, không làm các ác nghiệp, huân tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn quý ốc điểm trời cho các phần hành trong lớp được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức và quý đạo hữu luôn an lạc, các tường trong kính pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thịnh thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, kính sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy. Thank you.
Trong vài giây tới, kính chào tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị.